bạn có biết rằng làng Bảo Hà, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng xưa nay vẫn nổi tiếng gần xa với nghề múa rối tạc tượng. Những bí ẩn về bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương có thể chuyển động đứng lên ngồi xuống thì vẫn còn khiến nhiều người không khỏi tò mò, bán tín bán nghi. Vậy thì, đâu là sự thật, đâu là huyền thoại, cơ chế bí ẩn nào khiến cho bức tượng có thể chuyển động? Hãy đi tìm lời giải đáp cho chuyện lạ này trong video ngay sau đây. 1. Nguồn gốc ngôi miếu và nhân vật thật sự đằng sau bức tượng hơn 700 năm tuổi. Cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 40 km thôi, tam xã Linh Từ hay còn có tên nôm là Miếu Cả, Miếu Bảo Hà do ba xã Hà Cầu, Bảo Động và Mai An xây dựng từ thời Hậu Lê cuối thế kỷ thứ 13. Miếu Bảo Hà hiện nay đang thờ Linh Lang Đại Vương và ông tổ nghề tạc tượng Sơn Mài Nguyễn Công Huệ. Theo thần phả thì Linh Lang là con của vua Lý Thánh Tông, sinh năm Giáp Thìn 1064, được đặt tên là Hoàng Trần. Linh Lang được sinh ra tại làng Trị Chợ, Thủ Lệ, nay là quận Ba Đình, Hà Nội. Ngày nay, khi giặc Tống xâm lược nước ta, hoàng tử đã cầm quân chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài đã tới Trang Linh Động thuộc làng Bảo Hà ngày nay, dựng đồn binh luyện tập binh sĩ, tuyển mộ quân. Lúc ngài mất, dân làng xây miếu thờ ngay trên nền đồn binh xưa. Các triều đại sau như Cảnh Thịnh, Tự Đức, Duy Tân và Khải Định đều phong xác cho ngài là thượng đẳng thần, còn dân làng Bảo Hà tôn ngài là thành hoàng và tạc tượng thờ. Theo các cụ cao niên trong làng Bảo Hà kể lại, tương truyền là trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 1076-1077, hai hoàng tử Lý Linh Lang và Lý Châu Văn đã chiến đấu anh dũng và hy sinh oanh liệt ở trên phòng tuyến sông Như Nguyệt, tức sông Cầu ngày nay. Sau khi đánh tan quân xâm lược Tống, nhà Lý mới truy phong hai vị hoàng tử là Phúc Thần, được cả nước tôn thờ là anh hùng vì đã có công cứu nước. Về phần cụ tổ nghề tạc tượng làng Bảo Hà là cụ Nguyễn Công Huệ, tương truyền là cụ Huệ đã từng bị giặc Minh bắt đi phục dịch ở quan xưởng Trung Quốc. Trong thời gian đó, cụ đã chú tâm học nghề chạm khắc sơn mài và châm cứu. Đến thời vua Lê Nhân Tông, cụ Huệ trở về quê và dạy nghề tạc tượng cho dân làng. Trong suốt tiến trình lịch sử, những người thợ tạc tượng Bảo Hà xuất sắc như cụ Hoàng Đình Ước đã được phong chức cục phó cục tạc tượng nước Nam vào năm Cảnh Hưng thứ 32 1771, hay là Diệu Nghệ Bá Tô Phú Luật, và xuất sắc nhất phải kể đến kỳ tài Hầu Tô Phú Vượng, người gắn liền với giai thoại bảy hạt gạo nếp tạc thành đàn voi. 2. Giai thoại bảy hạt gạo nếp tạc thành đàn voi. Tương truyền là vua Lê Cảnh Hưng đã mời ông Vượng vào cung tạc ngai vàng. Sau khi tạc xong ngai, ông sung sướng vì đã tạo nên một kiệt tác nên mới leo lên ngồi thử. Bị thái giám phát hiện và tâu với vua, ông Vượng bị khép tội khi quân phạm thượng, bị nhốt vào ngục tối chờ ngày xử trảm. Sống trong ngục mấy hôm, ông Vượng mới cảm thấy buồn tẻ. Nhìn những cọng rơm nếp còn sót lại một vài hạt thóc nên đã bóc chúng ra, chút lấy 7 hạt gạo nếp đẽo thành 7 con voi với đủ các tư thế khác nhau. Chuyện về đàn voi tí hon truyền đi khắp mọi nơi, nhà vua mới biết chuyện, cảm phục cái tài người thợ tạc tượng tài hoa nên đã quyết định tha bổng, phong ông Tô Phú Vượng tức Kỳ Tài Hầu và cho về quê mở mang lưu truyền nghề nghiệp. Nhờ đó mà rất nhiều bức tượng đẹp trong ngôi chùa như là chùa Mía, chùa Thầy Hà Nội, tương truyền đều do bàn tay của những người thợ tài ba làng Bảo Hà sáng tạo nên. Ngày nay, nhiều hộ dân làng Bảo Hà vẫn lưu giữ lại nghề tạc tượng làm con rối mà cha ông để lại. 3. Bí ẩn bức tượng hơn 700 năm tuổi, biết đứng lên ngồi xuống tại miếu Bảo Hà. Có thể nói là bên trong ngôi miếu cổ được xây dựng để thờ đại vương Lý Linh Lang, hai pho tượng tại cung nhất, cung nhì được xem là hai công trình nghệ thuật độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Sự độc nhất vô nhị ở đây được lý giải bởi pho tượng tại cung nhất có thể đứng lên ngồi xuống khi có khách đến tham quan, chiêm bái. Bất cứ ai chứng kiến khoảnh khắc bức tượng đại vương Lý Linh Lang lừng lững oai phong ngồi trên ngai vàng, tay cầm văn tự, bỗng nhẹ nhàng đứng dậy như người bình thường, rồi lại khoan thai ngồi xuống thì đều phải ngạc nhiên và thán phục. Đó chính là lý do vì sao những du khách thập phương khi ghé thăm nơi đây không thể nào bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng bức tượng độc nhất vô nhị này. Bức tượng tạc nét mặt khôi ngô có hồn như người thật, vai khoác hoàng bào, tay cầm văn tự, ngồi trên ngai có thể đứng lên nhẹ nhàng rồi ngồi xuống từ từ như người thật. Qua tìm hiểu thì được biết, bí mật của sự chuyển động này nằm ở cánh cửa bên phải điện thờ, với hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với tượng. Khi mở cánh cửa thì bức tượng dần đứng lên, nhưng khi khép cửa lại thì bức tượng lại trở về tư thế ngồi nghiêm trang như lúc đầu. Có tận mắt chứng kiến mới thấy, bức tượng quả là một sự sáng tạo tài tình của cha ông, kết hợp khéo léo giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối. Những nghệ nhân xưa đã sử dụng các chuyển động trong múa rối để thổi hồn vào bức tượng, tạo nên sự kỳ lạ và độc đáo. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bức tượng đứng lên ngồi xuống đầu tiên đã bị phá hỏng khá nặng, hiện được lưu giữ trong hậu cung của miếu.
nhưng được che vải đỏ bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ những vị chức sắc quan trọng của địa phương mới được tiến lại gần. Phải đến sau này, dân làng mới quyết định tạo thêm một tượng Đức Linh Lang Đại Vương giống với pho tượng cũ để cho mọi người chiêm bái như hiện nay. Ngoài ra thì tại cung nhì cũng có pho tượng Linh Lang Đại Vương ngự trên nhang án thờ. Đây là pho tượng Đức Thánh mà dân làng thường dùng để rước quanh làng mỗi dịp lễ, gắn liền với bức tượng độc nhất vô nhị trên, không thể nào không kể đến câu chuyện mà người làng Bảo Hà vẫn thường kể cho con cháu nghe tận đến sau này. Chuyện là trong thời kỳ kháng chiến, khi giặc Pháp kéo về thôn Bảo Hà, tràn vào miếu định đóng quân, nhưng mà vừa mở cửa miếu thì tượng Linh Lang Đại Vương uy nghiêm bỗng sừng sững đứng dậy. Quân giặc thấy thế thì quá đỗi hoảng sợ, dẫm đạp lên nhau bỏ chạy, không dám đóng quân tại đây nữa. Từ đó, dân làng Bảo Hà càng kính tâm, ngưỡng vọng về nghệ thuật điêu khắc truyền thống mà ông cha để lại. Hai pho tượng quý giá này, cùng với tất cả hoành phi, câu đối đại tự nơi đây, đều là những tác phẩm điêu khắc do chính bàn tay của những người thợ tài hoa làng Bảo Hà làm nên, đem cái tâm để công đức vào cửa thành. Ngoài pho tượng Linh Lang Đại Vương và tượng tổ sư làng nghề, tại đây còn có 4 pho tượng tố nữ được tạo về dáng thất tha, khuôn mặt bình dị đời thường nhưng mà cũng thật tươi tắn, đứng bê khay trầu trước tượng Linh Lang Đại Vương, mỗi khuôn mặt một vẻ đẹp kiều diễm khác nhau. Hai bên tả hữu là các pho tượng quan văn quan võ, dáng vóc thì oai nghiêm với ý nghĩa che chở cuộc sống an bình cho người dân nơi đây. 4. Giai thoại về giếng mắt thần. Đến miếu Bảo Hà mà bỏ qua giai thoại giếng mắt thần thì quả là một thiếu sót. Công trình độc đáo này còn có tên gọi khác là giếng bán nguyệt. Giếng bán nguyệt nằm trong lòng cung nhì, dưới nhang án thờ Linh Lang Đại Vương và có đường kính rộng chừng nửa mét. Giếng có một mạch nước ngầm từ trong lòng giếng chảy ra sông Vĩnh Trinh. Mỗi dịp làng mở hội, người dân thường thực hiện nghi lễ thả bưởi cầu may mắn, mang theo lời ước nguyện dâng lên Đức Thánh. Xưa thì quả bưởi có thể trôi ra xa sông Vĩnh Trinh tới tận 500 mét. Nay sau ba hồi chiến tiếng chống lễ, quả bưởi chỉ trôi ra cửa sôi nổi tại ao miếu, cách miệng dưới mắt thần khoảng 100 mét. Không chỉ vậy, xung quanh ngôi miếu cổ còn nhiều giai thoại liên quan đến chuyện xưa kia thành hoàng làng báo mộng dân làng với khúc gỗ thơm để mà tạc tượng quý. Những câu chuyện đó được dân làng truyền tai nhau vẫn khiến những ngôi miếu nhỏ vùng ngoại thành Hải Phòng ngày càng trở nên nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Theo đó thì miếu Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1991. Hiện miếu còn lưu giữ 8 đạo sắc phong và một thần phả. Sau đó, trong khuôn viên miếu lại tiếp tục được trùng tu tôn tạo. Người dân Bảo Hà cũng đã đúc một quả chuông đồng rất lớn và xây cổng ra vào cho ngôi miếu.